Nhân dịp đầu xuân mới Nhâm Dần năm 2022, huyện Bắc Trà My tổ chức gặp mặt, triển khai nhiệm vụ đầu năm. Đồng chí Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì buổi gặp mặt. Năm 2021, trước những khó khăn phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành, sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện Bắc Trà My đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên vật chất và tinh thần với các đồng chí lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Theo đó, huyện đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho 1.063 đối tượng chính sách người có công, 2.054 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 11 tỷ đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh là 3.418 suất với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Cạnh đó, từ nguồn ngân sách của huyện cùng với các quỹ để tặng quà bằng tiền mặt và hiện vật cho 1.297 đối tượng với số tiền gần 640 triệu đồng. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trưởng phó các cơ quan, ban ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn huyện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2022, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện tiếp tục nỗ lực bằng cả ý chí, tinh thần, trách nhiệm cao nhất để cùng với tập thể của cấp ủy, chính quyền quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, huyện Bắc Trà My vừa long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2022. Năm 2022, huyện Bắc Trà My được giao chỉ tiêu 90 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong công an nhân dân. Trong số thanh niên nhập ngũ năm nay, có 64 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số, 69,5% thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, 5 thanh niên có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, chiếm tỷ lệ 56%. Tại lễ giao nhận quân, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được huyện Bắc Trà My thực hiện nghiêm túc. Các tân binh huyện Bắc Trà My đều bày tỏ quyết tâm sẽ phát huy truyền thống quân đội Việt Nam anh hùng, ra sức rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Đợt này, các tân binh của huyện miền núi Bắc Trà My được giao cho các đơn vị Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5, 70 thanh niên, giao Trung đoàn Bộ binh 885 20 thanh niên và Công an tỉnh Quảng Nam 20 thanh niên. Sau hơn 40 năm chờ đợi, thì đến nay, 60 hộ dân Cai Dông tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My rất vui mừng, phấn khởi vì đã có điện về phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt. Hiện nay, 23 hộ dân tại làng Bãi Nóc đã chính thức được cấp điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Điện lực Trà My nỗ lực lắp đặt, đấu nối để tiếp tục đưa điện về các vùng lõm, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Bắc Trà My. Đây là dự án được Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam phối hợp với địa phương đầu tư kéo lưới điện quốc gia về phủ vùng lõm cho hơn 575 hộ dân tại 5 trên 13 xã của huyện miền núi Bắc Trà My. Sau hơn 6 tháng đẩy nhanh tiến độ thi công, mỗi hộ dân được lắp đặt một công tơ riêng và được hỗ trợ các thiết bị từ đường dây điện đấu nối về tặng mỗi hộ và hỗ trợ các dụng cụ phục vụ cho việc tiếp đón điện. Việc đưa ánh sáng điện lưới quốc gia về với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được huyện Bắc Trà My triển khai rộng rãi với mong muốn xây dựng được các sản phẩm thương hiệu, chất lượng của địa phương.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tham gia nhiệt tình của các chủ thể, chương trình OCOP tại huyện Bắc Trà My đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2018, năm đầu tiên thực hiện chương trình OCOP, huyện Bắc Trà My có hai sản phẩm là tinh dầu quế và rượu lúa rẫy được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh. Năm 2019, huyện Bắc Trà My tiếp tục có thêm hai sản phẩm được công nhận OCOP, gồm dầu phộng Trà Đông và mía tím Bắc Trà My. Trong đó, dầu phộng được ép từ đậu phộng nguyên chất, được nhân dân trong vùng sản xuất và cây mía tím được trồng tập trung tại thôn 2 và thôn 6 xã Trà Giang. Năm 2020, huyện Bắc Trà My tiếp tục có 5 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm cam sành Trà Dương, cá thác lát sông Tranh phi lê, măng nước khô Trà Ca, vòng đeo tay phong thủy Huỳnh Đàn và cá diêu hồng sông Tranh sấy khô. Trong năm 2021, huyện Bắc Trà My có 5 sản phẩm tham gia phân hạng cấp tỉnh, trong đó một sản phẩm nâng cấp 4 sao là tinh dầu quế Trà My Minh Phúc. 4 sản phẩm đăng ký mới là mật ong Trà My Thanh Hà, rượu cam sành Trà My, đèn mỹ nghệ quế Thái Hòa và sản phẩm rượu Ngọc Linh. Năm 2022, huyện Bắc Trà My tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và các mô hình khuyến công để tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho chương trình OCOP. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu năm mới này, huyện vùng cao Bắc Trà My đã tổ chức ra quân trồng cây đầu năm mới. Phong trào này đã lan tỏa đến từng hộ dân tại địa phương. Mùng 8 Tết âm lịch, gia đình ông Phan Thành Phương, thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My đã thực hiện trồng hoàn thiện 4 hectare cây gỗ lớn. Thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn do Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My phát động, 14 hộ dân thôn Dương Hòa thực hiện trồng 10 hectare rừng, gồm các loại cây gỗ lớn như ươi, dổi, huỳnh. Các hộ dân tham gia đề án đã thực hiện đảm bảo các khâu chọn lựa giống cây trồng, đồng thời được các phòng ban chuyên môn của huyện hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc cây, nên diện tích cây được trồng đến nay cơ bản phát triển tốt. Chúng tôi cũng đã thấy nhiều nơi trồng cây keo thì nó sau khi khai thác thì nó có hiện tượng là xóa mòn nhiều. Do vậy mà dọc cái thôn Dương Hòa này là còn cái đồi là chúng ta trồng cây vẫn bị hết, và để hạn chế cây keo, để giữ một mặt là giữ cái môi trường, bởi vì cái dãy núi này thì toàn bộ bà con chúng ta nhóm hộ đây là có cái giếng âm dưới này hết, dẫn nước về úng. Cái thứ hai nữa là về môi trường, cái thứ ba nữa là tưới cho một cánh đồng rụng đó thì chỉ có cây bản địa, trong đó cây đặc biệt là cây ươi, cây dổi, cây quỳnh, thì hiện nay chúng tôi nhóm hộ chúng ta đã trồng cây bản địa này để giữ rừng. Ủy ban dân huyện Bắc Trà My cũng đã triển khai trồng 100 cây dổi xanh tại khuôn viên Ủy ban nhân dân huyện và nhà bia di tích Đồng Trào, xã Trà Giang. Tại đây, trên diện tích hơn 1,3 ha đã được bao phủ bởi nhiều cây gỗ lớn có giá trị. Cùng với việc trồng cây, thì công tác chăm sóc vườn cây đã trồng cũng được huyện Bắc Trà My quan tâm thực hiện. Huyện Bắc Trà My cũng đã quy hoạch từng khu vực trồng các loại cây riêng khác nhau để đảm bảo cho việc chăm sóc, bảo vệ. Trong đó, các giống cây trồng bản địa được địa phương quan tâm đưa vào phục hồi chăm sóc, đảm bảo mục tiêu cả nước trồng 1 tỷ cây xanh theo đề án của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở cái phương án 1 tỷ cây xanh của Chính phủ thì riêng Bắc Trà My thì thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh thì cũng đã có những cái phương án cụ thể. Tuy nhiên thì ngoài những cái phương án đó thì Bắc Trà My cũng đã chủ động xây dựng các phương án trồng cây để phục hồi môi trường, đặc biệt là tại các công trình cấp nước, công trình thủy lợi và các khu dân cư đô thị hạ tầng nhằm để chống sạt lở, bảo vệ môi trường. Hiện nay thì Bắc Trà My cũng đã xây dựng các phương án thí điểm và bắt đầu sẽ chuẩn bị triển khai mở rộng. Đầu năm nhâm dần thì huyện Bắc Trà My cũng tổ chức phát động Tết trồng cây, không chỉ cho cán bộ công chức mà sẽ tổ chức một cách đồng bộ cho tất cả các địa phương, nhân dân và học sinh trên địa bàn huyện để tạo không khí sôi nổi phát động trồng cây gây rừng, đã đẩy nhà ông Bắc Hồ thấy đúng với tinh thần của Trung ương. Tại 13 xã thị trấn của huyện Bắc Trà My cũng đã đồng loạt ra quân trồng cây nhân dịp đầu xuân mới. Cán bộ Ủy ban dân xã Trà Sơn trồng 200 cây ăn quả, gồm mít thái và sầu riêng. Phong trào Tết trồng cây đã trở thành phong trào thi đua thiết thực của các cấp, các ngành và mỗi người dân vùng cao Bắc Trà My nhân dịp đầu xuân mới, khởi đầu cho nhiều hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Thủy điện Sông Tranh thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 lần thứ 7 năm 2022. Hôm nay, anh Đinh Văn Hiên, thôn 1, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My đưa con đi nhận xe đạp do Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ cho học sinh có điều kiện khó khăn, hiếu học, có thêm phương tiện để đến lớp. Chương trình hỗ trợ này đã được Công ty Thủy điện Sông Tranh phối hợp với nhiều đơn vị tài trợ thực hiện cho hàng trăm trẻ em tại vùng tái định cư của huyện. Xin cảm ơn Thủy điện Sông Tranh 2 đã tạo điều kiện cho mấy con em để có được một món quà sau này đi tuyến đường. Trong 7 năm qua, hàng năm Công ty Thủy điện Sông Tranh đều tổ chức chương trình thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2. Trong đợt này, Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức thả 150.000 con cá giống xuống lòng hồ, gồm cá trắm cỏ và cá mè. Tính đến nay, qua 7 đợt thả, số lượng cá đã thả xuống lòng hồ khoảng 550.000 con, trị giá hơn 340 triệu đồng. Nhà máy thủy Sông Tranh đã đi vào vận hành hơn 10 năm với mục tiêu xây dựng nhà máy an toàn, ổn định và thân thiện với môi trường cũng như có trách nhiệm với cộng đồng. Thì trong quá trình quản lý vận hành nhà máy thủy Sông Tranh 2, chúng tôi tạo điều kiện cho bà con nuôi cá trên lòng hồ của Sông Tranh 2 cũng hàng năm tổ chức thả cá giống, tạo sinh kế cho bà con ở khu vực xung quanh lòng hồ. Ngoài ra các cái hoạt động an sinh xã hội thì luôn luôn tập trung ưu tiên nhất cho các vùng, đặc biệt những bà con tái định cư của khu vực thủy điện Sông Tranh 2, như là hỗ trợ tặng quà, tặng xe đạp cũng như tất cả các chương trình an sinh xã hội của tổng công ty, tập đoàn thì cố gắng mang cái ưu tiên hỗ trợ cho các vùng đồng bào tái định cư cũng như vùng xung quanh lòng hồ của Sông Tranh 2. Trong những năm qua, tận dụng tiềm năng ưu thế của lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2, nhiều hộ dân ở các xã Trà Tân, Trà Đốc, Trà Sơn, huyện Bắc Trà My đã đầu tư lồng bè nuôi cá mè, rô phi, du hồng, trắm cỏ. Việc duy trì hoạt động thả cá giống tại khu vực lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 sẽ góp phần tạo sinh kế thêm cho người dân, cải thiện bảo vệ môi trường. Nhiều hộ dân tại địa phương có thêm nguồn lợi từ việc khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản là chính sách thiết thực đối với các hộ dân thuộc diện di dời tái định cư công trình Thủy điện Sông Tranh 2. Trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.